Là số 7 cho có một chậu đùi gà. Số 7 nhá. Đấy, một chậu đùi gà ghép vào cây gỗ mà Trường Sơn vẫn hay ghép lan. Anh chị em có thể nhìn thấy là cây nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nhá. Cả nhà. Cực kỳ là đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Bộ rễ thì quá ok rồi, không phải nghĩ rồi. Không phải lăn tăn gì nữa rồi. Đấy, còn cái dáng cây thì cả nhà nhìn đây ạ. Chậu đùi gà này anh chị em sưu tầm Trường Sơn để cho cả nhà với giá là 400.000 đồng nhé. Rất là to, rất là đẹp. Và có lẽ là sẽ cho hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nếu anh chị em ở khu vực miền Nam nhé. 400.000 đồng cho đơn hàng số 7.